Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ thêm với các bạn một công thức nữa về cách làm món kho quẹt ăn với cơm cháy chiên giòn. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn này, cũng như là các bạn quan tâm đến món ăn này của mình, thì các bạn hãy cùng mình vào bếp và cùng mình thực hiện nhé. Rồi, ở đây mình cũng có chuẩn bị cho mình một cái bánh như thế này. Mời các bạn cùng mình thưởng thức món kho quẹt cũng như là cơm cháy nhé. Khi ăn thì các bạn sẽ cho một ít mỡ hành lên. Đó, rồi kho quẹt lên. Bây giờ thì mình sẽ ăn nha. Có ai nhìn thấy miếng cơm cháy kho quẹt mà thấy thèm chảy nước miếng không? Rồi, mời các bạn ha. Quá giòn. Giòn ngụm luôn. Kho quẹt rất là vừa luôn. Các bạn hãy thử đi. Tin chắc là các bạn sẽ rất là thích. Quá ngon. Kho quẹt mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Tấp mỡ và thịt đó các bạn. Nó không có bị quá mềm nha. Rất ngon. Xuất sắc luôn. Và để thực hiện món kho quẹt này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 200g mỡ. Mỡ heo sau khi mua về thì các bạn sẽ cắt hạt lựu như thế này. Cũng đừng cắt nhỏ quá nha các bạn. Bởi vì khi mà mình thắng lên thì nó sẽ còn tớp lại nữa. Rồi ở đây là 300g thịt ba chỉ, có nơi thì còn gọi là thịt ba rọi. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành tím băm, 3 trái ớt hiểm, 1 quả chanh. Và đây là tôm khô, 20g tôm khô. Sau khi mua về các bạn sẽ rửa qua với nước cho nó sạch cát, bụi. Và các bạn ngâm vào trong nước như thế này để cho tôm khô nó mềm. Tiếp theo nó là hành lá sắc nhuyễn, 1 muỗng cà phê sa tế, tiêu xay, ớt bột. Nếu như không có ớt bột thì các bạn có thể là thay thế bằng ớt khô. Rồi đây là 100ml nước mắm ngon và 100g đường. Đầu tiên chúng ta sẽ đi pha trước hỗn hợp nước mắm với 100ml nước mắm ngon. Các bạn sẽ cho vào đây 100g đường. Tiếp tục các bạn sẽ cho vào đây 50ml nước nóng hoặc là nước ấm. Nước nóng và nước ấm sẽ giúp cho đường nó tan nhanh đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy lên để cho đường nó tan. Tiếp theo các bạn cho vào đây 1 muỗng cà phê sa tế. Nếu như bạn nào mà ăn cay được nhiều thì các bạn tăng cái lượng sa tế lên. Rồi cuối cùng là 1 muỗng cà phê ớt bột. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để riêng hỗn hợp nước mắm này sang một bên. Tiếp tục các bạn cho 200g mỡ. Các bạn cho vào chảo nhỏ để mình đi thắng. Trong thời gian thắng tấp mỡ thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ thì các bạn nhớ là mình sẽ bỏ đi cái lớp da. Mình sẽ không lấy lớp da. Sau đó thì các bạn sẽ cắt nhỏ. Giờ mình sẽ cắt dọc trước ha. Có rất là nhiều cách làm món kho quẹt. Mỗi người mỗi cách. Và mình cảm thấy cách nào hay cũng như là ăn ngon thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn ơi, do là gần nhà mình đang có người xây nhà đó, cho nên có thể là nó sẽ hơi ồn. Mình sẽ cố gắng mình nói lớn. Nếu như các bạn thấy hơi ồn thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cắt nhỏ ra nè. Rồi lúc này các bạn thấy là mỡ nó đã ra hết. Bây giờ các bạn sẽ vớt tớp mỡ ra. Sau đó các bạn sẽ chút bớt mỡ ra. Để lại khoảng nửa muỗng canh mỡ thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt ba chỉ vào. Và mình sẽ thắng lên luôn. Rồi thịt ba chỉ cũng đã ra bớt mỡ hết các bạn. Cũng như là nó đã vàng giòn như thế này. Bây giờ các bạn cũng sẽ vớt ra. Mình để chung với tấp mỡ lúc nãy luôn nha.
Lý do tại sao mình phải thắng riêng như thế này là bởi vì thịt ba chỉ á các bạn, cái thời gian mà mình thắng cho nó ra bớt mỡ nó sẽ lâu hơn so với là mỡ nha, do nó có thịt đó. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một nồi đất như thế này để mình làm món khâu quẹt nó sẽ ngon hơn nha. Rồi cho vào đây một muỗng canh mỡ, sau khi lúc nãy mình đã thắng đó, mình cho nước mỡ vào đây. Bây giờ thì bật bếp cho lại. Rồi mỡ đã bắt đầu nóng trở lại, các bạn cho một muỗng canh tỏi băm cũng như là hành tím băm vào mình phi lên cho nó thơm. Tỏi và hành tím đã bắt đầu thơm và vàng, các bạn cho tôm khô đây để ráo nước ha, mình cho vào mình xào lên. Các bạn để mức lửa trung bình thôi nhé. Rồi tôm khô đã rất là thơm, bây giờ các bạn sẽ cho hỗn hợp nước mắm vào. Được khoảng 5 phút thì bây giờ các bạn thấy nè, nước khô quẹt của mình nó đã rất là sôi ha, nhưng mình vẫn để ở mức lửa trung bình. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 30ml nước cốt chanh, khoảng chừng 3 muỗng canh nước cốt chanh đó các bạn. Nãy là một trái chanh mình vắt ra nè, giờ các bạn cho vào. Rồi tiếp tục nấu ha. Các bạn cho ớt hiểm vào luôn. Mình sợ cay cho nên là mình không có đập dập ra nha. Còn mà ai ăn cay được thì các bạn có thể là đập dập ra, hoặc là các bạn cắt nhỏ ra các bạn cho vào. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục các bạn nấu thêm khoảng 10 phút nữa với mức lửa trung bình. Như vậy là đã được 10 phút, bây giờ thì các bạn thấy là cái nước khô quẹt của mình nè, nó đã rút lại được một nửa rồi ha. Bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn cho tớp mỡ cũng như là thịt ba chỉ cho vào luôn. Mình phải cho vào lúc này á, thì tớp mỡ nó vẫn giữ được cái độ giòn cũng như là thịt ha, nó cũng giữ được cái độ giòn. Rồi, sau khi cho thịt và tớp mỡ vào, các bạn vẫn tiếp tục để ở mức lửa trung bình và các bạn sẽ nấu thêm khoảng thời gian là 2 phút nữa rồi các bạn tắt bếp. Rồi ha các bạn, hết 2 phút rồi, bây giờ các bạn tắt bếp nè. Bây giờ thì cho tiêu xay vào. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi, quá ngon. Một chút nữa nó nguội lại á, khi mà nó nguội bớt á thì nó sẽ càng kẹo hơn nữa. Như vậy là được rồi đó các bạn. Màu rất đẹp luôn. Rồi như các bạn cũng biết á, thì kho quẹt thường là mình sẽ ăn với cơm cháy ha. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cơm cháy. Bây giờ các bạn sẽ cho cơm vào một cái giấy nến như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ cho lên thêm một giấy nến nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ cán mỏng. Sau khi đã cán mỏng, bây giờ các bạn sẽ lấy giấy nến ra nè. Mình sẽ dùng muỗng mình làm cho nó tròn. Sau đó các bạn sẽ sử dụng một cái rây, sau đó các bạn sẽ cho cơm vào. Rồi các bạn gỡ ra ha. Sau khi dầu đã bắt đầu nóng thì các bạn sẽ cho một ít dầu vào hành lá các bạn đã sắc nhuyễn để cho hành nó chín ha. Rồi đây là mỡ hành nè các bạn. Sau khi dầu đã bắt đầu sôi, các bạn sẽ chỉnh ở mức lửa lớn vừa. Mức lửa lớn thì mình cho cơm cháy vào mình chiên nó sẽ nhanh giòn nha các bạn. Đấy, trời. Nếu như các bạn mà cho dầu vào nồi các bạn chiên thì nó sẽ an toàn hơn nha. Mình chiên bằng chảo thì mình phải cẩn thận nha các bạn, để tránh cho dầu nó văng các bạn sẽ dễ bị phỏng á. Nên là các bạn nên chiên trong nồi thì nó sẽ tốt hơn.
Lúc này các bạn thấy là cơm cháy nó đã vàng và giòn rồi. Nó sẽ nổi lên như thế này, nó không còn dính vào trong cái rây nữa. Rồi cho ra giấy thấm dầu được rồi hết các bạn. Rồi hết các bạn, đây là cơm cháy của chúng ta. Mình đã chiên được một đĩa cơm cháy như thế này, rất là vàng và giòn luôn các bạn. Còn đây là mỡ hành ha, khi nào ăn thì mình sẽ cho lên cơm cháy mình ăn kèm. Còn đây là kho quẹt của chúng ta, quá ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho kho quẹt ra ngoài chén. Rồi mình sẽ cho kho quẹt ra. Đây các bạn thấy nè, quá ngon luôn kho quẹt ha. Các bạn cũng có thể là luộc thêm một ít rau củ quả để các bạn ăn kèm cũng được. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món kho quẹt rồi các bạn ơi, cũng như là cơm cháy mình làm để ăn kèm ha. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn này thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đừng quên chia sẻ cho nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm kho quẹt này nhé. Rồi chúc cho các bạn thành công và ngon miệng. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất trả lời đến với các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.